bây giờ ai print ebook có bán đầm bảy mớ nè chọn mớ và thèm bộ khám xa là không ebook này mê riêng dường ní cứ miền tràn phần này thầy mê riêng là sầm khánh hay cao ông ca bị xa rùm chùm mối nâng cả cam ca là không khóc ai bị âm và dưỡng cứ dường miền chập do chùm nói mê riêng sầm khánh để à ở dường chưa đọc bàn chạy xa đánh cứ dường trời riêng tàng mà phây mê riêng nâng bởi tàm cứ từ đầu á nè mà phây mê riêng nâng bằng trẻ bạn đừng ta mày tới tìm xa cho bà lô bằng chạy xa đánh cost bà dường miền tài xa xa pram mà ông tế chẳng ở vậy để dường xa xa pram được xa xa pram bấy ở vậy để dường riêng dường mình miền lạc cả nạ cực còn đâm bây bằng hai cực chùm nói tế bằng nào vậy để xa khán nốt cứ dường tới trẻ sau chơi của luôn anh và thay một tiết bẹp bòn cho mùi đang khó năng đâm bay ấy xì cho mùi đang thay một chẳng được năng sập hơi năng muối cứ cái prap bị lạ cái nè tu tới hay miền buôn phần này nè khu bị chạ hỡi còn mọi thà dường riến hay dường đăng thà dường riến tập bị bay ở phần mán prap phần mũi mê riến đại kêu riệp chấm kết theo việc cover tầng ó việc art thì phần tái vì ai từ tuổi dọc bàn từ lứa là cái nạn năng pi và lìa để dân xóm sờ rộp chân đầm bay ai từ tuổi ban chậm này đang canh tại si chùm rơi và thảm thiết dân tại che chậm này pi và lìa đầm bay sao chủ yếu từ lứa merin và to và to chân là không merin tim mũi này nè là không merin tim mũi hay có cho phai tim mũi là không sắp hơi ebook bài dưỡng là miền defining marketing and marketing process ở dưỡng xoài nhuột bị lạc cái nạn này đi dùng này tìm xa hay cho mỗi nắng đậm lá cá này cả thơ tìm xa hay nơi không nút cái miền bàn chạy chứ bì mê riêng tại dân do ta mùi mê riêng mà riêng tê chẳng nơi không này đi mùi cứ dân thở miền dân thở che đai nè phần này bà tỏ mê riêng bà tỏ anh ấn gọi là chia bê về lìa để dân ai miền bán miền dân chơi liệt an sập hơi bà thaym bẹp bòn cho mỗi nắng chùm niên vào giờ buộc anh ấy cứ chơi chùm niên snow chùm niên snow chẳng nên không phải thì mỗi nấy giờ miền defining marketing and marketing process để miền pi mê riến để dân ai chùm này pế làm bởi sạc xa xoay nhuộc bật thèm và tí pí cứ understanding the marketplace and consumer nè nên không phải thì pí chùm phục tí pí nấy cứ này thì pin này không mê riêng nó cứ dường thử xoay nhiều pì tiệp xá hơi chùm mũi nó à tệ từ chuẩn anh đi score pì tì tăng score pì chờ đặc à tệ từ chuẩn nhẹ làm bay thì mới nè nhưng chuẩn này thì mỗi ở vô thảo vậy ta hai tờ tiệp xá hay tiệp xá đầm nà ca dần mình anh nói này thì mũi này thì pì cái ở dường vô pì tiệp xá thì miền này thả tì tăng này tiệp xá này mũi ăn miền lẹ cái nào đôi khi thì cứ khóc nè nơi phần bánh nơi tìm bà chùm chùn tàm khát nế tàm khát phần bánh khăn ông đồng bàn à tôi đồng bàn xin chết khó khó khăn tiền hãy chờ rắc lạc cả nạ bỏ tệ chốn khó khó khăn tiền nế ở dưỡng xoay anh dùl này thì bị nắng ấy nơi khăn ông nó miền bay mê rì buôn mê rìn nế buôn mê rìn chạp bì mê rìn thì bay tới miền nè ca vị phía tà lỡ nè marketing environment bạn giả cả tiệp xa làm bây giờ đấng thằng táo thằng tiệp tiệp xa đang dùng bệnh thì buôn nè mà này chính marketing information system information to gain customer insight nè thời xoay vô pi lạc cái nạ tệ chốn nè chạy cổ rộng bò là miễn hay phần này nít kinh dạy pi ạ tệ chốn nè ạ tệ chốn nâng ế giả bọt bò tệ chốn nông cá tình chân là khăn ông nít kì ao dân vô pi lạc cái nạ chúng ta không đồng bón dương còn dương sầm lăng mơ than ở phía bên á cũng chẳng dục dục muốn nâng chập đau mê riến ở dương dục bị lạc cái nào tu tới này tìm xa sẵn ok chẳng phải chạm mà đơn tiết bẹp bón cái này chùm mũi nâng chùm nói thì phần này thì mũi phần này thì pì nế phần này thì mũi phần này thì pì mơ khơi cho ba tầng ở cái này ba nè chúng muốn nâng chấp đam mê riêng cử cho người vô là nâng chấp bản thân phụ nó biết để cho tới đó cùng chấm cầm rất tôi là không chấm phục niềm mũi về class dừng vò hiện miền là rầm tha ô đôi chuyện ngày nhảy
ពូកាបញ្យលខ្លឹមសារមួយមួយទៅកាន់អាស៊ីចម្រៅទៅមុខទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចាប់អត់បានពេលខ្លះអ្នករៀនណាអញ្ចឹងដើម្បីរៀនហើយងាយស្រួលចាប់មកបានយីត្រឡប់មកមើលខន្ធិនរឿងត្រឡប់មកមើលខន្ធិនតាគេនិយាយពីអីនៅក្នុងចំពោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលរៀនផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្ររៀនហើយគ្រូសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានចំណេះដឹងល្អណាអូខេអញ្ចឹង សម្រាប់មេរៀនយើងគឺដូចគ្រូនិយាយខាងដើមគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់ចម្ពោះប៉ុន្តែចម្ពោះដែលយើងយកមករៀនចម្បងមានតែ6 7ចម្ពោះ6ចម្ពោះ8ចម្ពោះគេតាមមុខបញ្ជាររបស់យើងដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយណាមួយស្ទាយសុកយើងគឺមិនអាចរៀនទាំងអស់ហើយបើរៀនតាមស្ទាយបរទេសអានឹងអាចរៀនទាំងអស់ជួបគ្នាម្ដងពន្យល់មកមេរៀនពីរមេរៀនថាមេរៀនទី1កូនម្ដងអីមេរៀនទី2កូនម្ដងអីអញ្ចឹងណា ហើយគេនិយាយពីគោលវត្ថុបំណងហើយខន្ធិននៅក្នុងនោះគឺយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងជាទូទៅរៀនបែបអឺរ៉ុបរៀនបែបបរទេសតែយើងអប្លាយទាំងស្រុងអត់បានទេយើងត្រូវបន្លាយកាត់ខ្លះយើងត្រូវយកមកអីយ៉ាបត់ខាងយើងខ្លះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយល់ផ្នែកទី1ដែលគ្រូបាននិយាយមិញមានចម្ពោះមួយផ្នែកទី1មាន3 2មេរៀនណាយល់ពីទីផ្សារនេះ company and marketing strategy នេះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនសំដៅទៅលើនិយមន័យទីផ្សារជាមួយនឹងដំណើរការទីផ្សារផ្នែកទី2ឲ្យយើងយល់ពីទីតាំងទីផ្សារនីមួយៗជាមួយនឹងអតិថិជនណាអតិថិជនអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមាន 4 មេរៀនដែល cover អញ្ចឹង cover ទៅមើលថានេះ consumer market consumer buyer behavior ណាអានឹងសិតតែជាលក្ខណៈដែលយើងដឹង អញ្ចឹងអេយ្យាបត្រជាទូទៅយើងគ្រាន់តែយើងសម្លឹងមើលទៅលើអេយ្យាបត្របស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់មួយគឺអេយ្យាបត្រខុសគ្នាការទិញអេយ្យាបត្រទិញរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺខុសគ្នាហើយស្ថានភាពទីផ្សារនៃការលក់ដូររបស់គាត់ក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលអានឹងចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនយើងទីផ្សារនេះ marketplace ជាមួយនឹងកុនស៊ូមើរ marketplace នៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកភូមិឃុំមួយចំនួន គេហៅផ្សារកមូនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីអេយ្យាបត្រផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងណាយើងមកអាប់ឡាយមកស្រុកយើងវិញហើយកនស៊ូមើនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់មានអេយ្យាបត្រយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដឹងតោះនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អេយ្យាបត្រលក្ខណៈរបស់គេយកមករៀនមាន 4 មេរៀននេះឯងបាទ4មេរៀនហ្នឹងអូខេហើយចំពោះមេរៀនបន្ទាប់ចំពុកទី3 ផ្នែកទី3 នេះ part 3 designing Yeah, designing customer driven strategy and marketing វិញ ណាផ្នែកទី 1 គេឲ្យយើងយកស្គាល់ពីទីផ្សារផ្នែកទី 2 ឲ្យយើងផ្នែកទី 1 ឲ្យយើងស្គាល់ពីអ្វីទៅហៅថាទីផ្សារវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចផ្នែកទី 2 ស្គាល់ទីតាំងនៃទីផ្សារហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាស្គាល់អតិថិជននឹងយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ទាំង 2 ហ្នឹងហើយចូលដល់ផ្នែកទី 3 គឺយើង ត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានចំណូលដើម្បីវាយលុកនៅក្នុងទីផ្សារដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងដើមហ្នឹងណាខាងដើមនេះណាបើសិនជាផ្សារកមូននៅក្នុងតំបន់ភូមិនិងផ្សារកមូនតែយើងគួរវាយលុកផលិតផលយើងយ៉ាងម៉េចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងហើយអេយ្យាបត្រអតិថិជនគាត់ចូលចិត្តគាត់និយមទិញយ៉ាងម៉េច អានឹងដែលយើងត្រូវដឹងនៅក្នុងផ្នែកទី2ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងគួរវាយលុកយ៉ាងម៉េចផ្នែកទី3ហ្នឹងមានមេរៀនចំនួន 17 ណា 17 អញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក៏យើងត្រូវស្វែងយល់ស្គាល់ពី product របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តា P ចំនួន 4 ណា P ចំនួន 4 ចាប់យកចោះ P ទី 1 គឺ P price PTP គឺ product PTP 3 គឺ promotion PTP 4 គឺ place អានឹងឯងដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តាទាំងអស់នោះហើយនៅក្នុងនេះមានណា cover ទាំង 3 ចំណុចទាំងអស់ណាទាំង 4 ទាំង 4 ចំណុចដែលយើងត្រូវរកគេនិយាយពីចំពោះមួយមួយណានេះ customer driven marketing strategy
ត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទៅដល់អតិថិជនត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើប្រដាក់យើងយ៉ាងម៉េចយើង build brand យើងនេះ new product យើងឬក៏ product life cycle strategy នឹងយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េច price នឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវយល់ពី price នៅក្នុងតំបន់ ហើយយើងគួររៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ price យើងយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវដើរទៅលើផ្នែកទី 3 ហ្នឹងអាហ្នឹងអស់ល្មមធំ ផ្នែកទី 3 គឺយើងដើរមកអស់ទីផ្សារហើយលក្ខណៈទីផ្សារពីដើមដល់ចប់យើងដើរអស់ហើយហើយនៅក្នុងទីផ្សារនឹងឆ្អែតយើងចូលដល់ផ្នែកទី 4 បើសិនជាទីផ្សារយើងឆ្អែតមានន័យថាយើងលក់ផលិតផលម្នាក់ម្នាក់ស៊ាំអស់ហើយគេស្គាល់ផលិតផលយើងគេយកទៅប្រើប្រាស់គ្រប់ផ្ទះគ្រប់នេះហើយយើងគួរធ្វើម៉េចចូលដល់ផ្នែកទី 4 ការពង្រីកទីផ្សារការពង្រីកទីផ្សារអាចឈានទៅទីផ្សារដទៃទៀតនិងអាចបង្កើតចំណុចទី 1 គេថាបើសិនជាយើងអត់ចង់ទៅទីផ្សារដទៃផ្សេងទៀតទេគឺយើងរក្សានៅក្នុងតំបន់នឹងតដែលគេឲ្យយើង create opportunity advantage មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យមានភាពលើសជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏ឲ្យលើសពីផលិតផលរបស់យើងទៅទៀត បើសិនជាផលិតផលយើងពីមុនមកយើងប្រើហើយដូចឧទាហរណ៍ឡានឧទាហរណ៍រឿងឡានចាស់ឡានពីមុនមកយើងធ្វើស៊ីសាំងវាស៊ីមក100គីឡូ10លីត្រចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែល្អហើយមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយល្អជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងផងឲ្យប្រសើរជាងផលិតផលយើងពីខាងដើមផង គឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អអានឹងយើងចង់ប្រតិទីផ្សារធ្វើឲ្យល្អមិនមែនផលិតតែផលិតផលដែលចំណុចទី1យើងអត់ទៅណាទេនៅក្នុងតំបន់តដែលមិនថាប្រតិទីផ្សារតោះចេញក្រៅតំបន់ទេណាប្រតិទីផ្សារគឺយើងអាចធ្វើឲ្យគ្នា competitive advantage នឹងប្រតិធ្វើឲ្យល្អប្រសើរ ព្រោះចំណុចនៅក្នុងផ្សារនឹងមួយមិនមែនអតិថិជនប្រហែល100នាក់ប្រើរបស់យើងទាំង100នាក់ទេវាអាចប្រើរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានយើងត្រូវប្រេងផលិតផលរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈឲ្យមានលក្ខណៈមួយមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏ភាពលើសជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងឲ្យល្អជាងឲ្យប្រសើរជាងអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើបានលុះត្រាតែ យើងធ្វើបានលុត្រាតែយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងពីមុនមកយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់យើងឡានរបស់យើងផលិតស៊ីសាំងមក100គីឡូ1លីត្រឥឡូវយើងឲ្យស៊ីយើងផលិតបានស៊ីសាំងតែ 7 លីត្រក្នុង100គីឡូអញ្ចឹងណាវាថយជាងមុន3លីត្រអញ្ចឹងបើសំទៅវាបានច្រើនដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាភាពលើសដែលយើងអាចវាយលោកទីផ្សារឲ្យ អតិថិជនចាស់ដែលគាត់ចង់ប្រើក៏គាត់បើគាត់ជាហ្វេនរបស់យើងគាត់ជា customer loyalty របស់យើងគាត់ប្ដូរពីផលិតផលចាស់មកយកផលិតផលថ្មីអញ្ចឹងណាអានឹងបានអាចធ្វើបានចំណុចទី 2 គឺឲ្យយើងទាញទៅរកទីផ្សារពិភពលោកអាចទីផ្សារបើយើងដើរឆ្អែតទៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងដើរទៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានណា ហើយចុងក្រោយគឺមេរៀនទី 20 នេះគឺគេនិយាយពី sustainable marketing ស្ថិរភាពទីផ្សារដើម្បីរក្សា ស្ថិរភាពទីផ្សារបានត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយគឺនិយាយពី social responsibility ក្រមសីលធម៌និងទំនួលខុសត្រូវសង្គមអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ណាសម្រាប់មេរៀនទី 1 របស់យើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនគ្រូពយល់ឲ្យនឹងឲ្យយល់គ្រប់គ្នាទើបយើងអាចស្វែងយល់ពីទីផ្សារបានអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងនឹងចូលទៅ blah blah ចូលទៅចំពោះទី1ទៅពេលខ្លះយើងឆ្ងល់តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅរំលឹកនឹងអ្វីដែលគ្រូនិយាយពីខាងដើមគ្រូនិយាយពីផ្នែកអីផ្នែកហ្នឹងហើយគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ចំណុចហ្នឹងឡើងវិញទាញទៅរកខ្លួនឯងទៅផ្លូវដើមកុំឲ្យ ចាក់ឆ្ងាយបើសិនជាយើងអត់យល់ថាអូខេចំណុចមេរៀននីមួយៗអត់យល់ទេនឹងនិយាយពីស្អីបកមកក្រោយវិញថានៅក្នុងផ្នែកទី
hay này đăng kia này dạy bị ấy là lọc mà cào vậy và cắt chỉ dừng rồi nè ok anh đang cần lưu mê riên xem nhập dừng riên hay bây dừng riên mình che tiết cũng đang tham ai chơi từ tua bán tặng ở cái này hello từ tua bán tặng ở cái này dạ cũng ơi ngát ta chân à lấy cho merin tìm mùi cho merin tìm mùi hay nè khăn ông rụp nấy dừng mơ khơi rụp ấy kế nè khăn lử khmau nấy hay nâng bò cỏ hòm ok dừng à bởi dừng do ta apply hay do ta bị trà nà ta lỡ tìm xá mùi nà có ọt khó đài bánh cỏ nà cái chân nhê cho lỡ chùm nói pì xâm khăn xâm chùm nói tìm mùi cư đi bẹ bón cho mùi nâng chùm nói này bà em là hai em này ca dọc chết được đạt hay hờ dừng đăng ạch tình này hờ hải hờ cứ cái đau cả hải nè có miền này chứ là không tiếp xác cứ vì miền pi năng sinh thì cái chân nhẹ bờ nhẹ với cái chân thiệp mùi xó mùi không mạc bần đại bờ thiệp chân ở với ạch sơ trời thì bộ nó không tiếp xác dừng ạch đạo bàn được ạ bộ xó không mạc vì miền khó năng trời chân là năng khó vì vì ạch này thì bản thái xa mẹ bà tệ cho năng tiếp xác cứ dầm đau thật lớp hiệp bà em là hám cho mùi năng cái đau cả hai hờ năng ai chân ạch tần này bỏ vía cứ ở dương và giặt và dài nó không niêm trên nhà vừa tìm xá thời miền lạc cái nạ bạch nè chẳng tiền trời tìm tục nó tìm tục tìm tục trên này ok chẳng chấm bốc tìm mùi marketing nè như vậy bí creating and capturing customer value nè không dùng này tìm xá hay dừng từ che và mà mơ ta lừa ạ thể cho nâng đầm lại thử dẫn trăng chùm lực nè ok nâng chấm bốc tìm mùi chùm nón trường biết cho đó lâm xa những outline này chapter cho nó tìm mối cứ này dạy bí what is marketing nhé này dùng này marketing dân xoay nhớ bí tí bí cứ xoay nhớ bí tìm xá hay cho mỗi nắng đầm rời cá à tệ thệ thệ chân cho nó tìm bầy này dạy bí ca riêng trong vô tật xa ta dân thầy kêu riêng trong vô tật xa chẳng mạch bà cho nó tìm buồn riêng chọn phần cá nâng cầm thì dạng mạch cho nó tìm prám ở dân xóa lý tùm nẹ tùm nôn nó có co sáng tùm nẹ tùm nôn cho mỗi nâng ảnh tệ chôn cả co sáng tùm nẹ tùm nôn ảnh tệ chôn nó cứ chơi rừng môi đời lọ nâng bà dân thì dân ảnh chê thân nẹ tùm nôn hay tăng ơ nẹ ná có sất ta chia ảnh tệ tùm chôn bảo dân này thầy chạm bà dân chỉ nẹ ná cả đói ôi ta chia ảnh tệ tùm chôn bảo dân dân trời ta để xa tùm nẹ tùm nôn còn là tha ca tầm nhẹ tầm nóng bờ dưới nhưng thật ban chay tật lửa ảnh tịp hiệp nhà ná chỉ ảnh tịp hiệp không ca tật tu bạ chùm nổ không ca tinh và lật tập hòa bờ dưới và tòa mặt tiết cứ thầy chạp rô chùm nội xâm khánh xâm khánh xâm mẹ bà tệ chún hai nâng ca riêng chom thật lửa tịp xa rì cầu ca phạp đồ hắn cô bùm nóng là không mê riêng năng đó ní dung này thầy chăm ní dung này thằng ọc nía what is marketing? Vậy tới hai tha tiệp xa. Nói dùng này bảo vía nè. Marketing is a process. Process by which company create value for customer and build strong customer relationship to capture value from customer in return. Nè. Thầm mơ mùi mùi nè. Bởi tam biết có những thầy vô đây. Tiếp xác cứ chìa nè. Đầm nà cá. Đài là. Crom hôn bằng ca đầm lấy. Sầm mẹ bà tệ tự chân. Nâng. Có sáng tùm nẹ tùm nôn. Giang sát rồi muốt. Đầm bấy. Chập cho cả. Rứ có tờ tuôn nơi bà giỏi. Dừng capture value be customer in return nè. Xâm đáy tờ lơ bà giỏi. Nếu nó không tìm xa. Chứ đầm nà ca tiền lại nát đại cổng hôn bằng ca.
ឲ្យ មាន តម្លៃ សម្រាប់ អតិថិជន និង ការ កសាង ទំនាក់ទំនង យ៉ាង ស្អិត រមួត ជាមួយ អតិថិជន ដើម្បី ទទួល បាន ផលប្រយោជន៍ នឹង ព្រោះ យើង ធ្វើ ទីផ្សារ បើ យើង មិន ធ្វើ ទីផ្សារ ក្នុង ន័យ ប្រយោជន៍ ទេ អា នឹង គេ មិន ហៅ ថា ធ្វើ ទីផ្សារ ទេ អា នឹង គេ ហៅ ថា ធ្វើ សមធម៌ ធ្វើ សប្បុរសធម៌ អា នឹង អូខេ vậy tới hai ta tiếp xa và tỏ nằm bây giờ vô canh để cho bác dương mà mơ đầm ná cá này chịu cầm nên đầm ná cá này tiếp xa này, create value for customer and build customer relationship này dùng này marketing là tiếp xa cứ chia đầm ná cá đài cầm hôn bằng cao tầm lại chun ạ tệ chuẩn nâng bằng co sang tầm nẹ tầm nón dạng sát rồi mua cho mùi nắng à thế thì chốn làm bấy từ tù bán à thạ và giỏi mình này thà dương phát đáo đầm lại ở kì dương offer vay để kì chọn bàn nế dương offer ôi kì nâu kì kì trái ca ấy dương phát đáo lại kì hãy khăn nông này ấy cứ khăn nông này something return nông này money return dương phát đáo dự vi hay kê kê chọn bàn ấy kê trái ca ấy cho nói năng kê trái ca ấy kê chọn bàn ấy dương return dương phát đáo lại kê hay in something return a chìa phát đáo chìa thạ và giói tam dạ chìa money miệng ấy chẳng đạt bởi dương kê trái ca phát lật đập hoa bà dương chẳng dương lụi kê dương return mà vinh chìa money anh năng ấy anh năng cứ market dương dạy sầm mánh bởi sân chỉ dương chè u thọ đa dương từ nà mò ná dương từ nà mò ná hỏi hỏi dương miên lập bò ấy sầm mẹp nhăm rồi có mẹp lụa mẹp ấy dương do mà offer ở bồn bồn sạch nhiệt bồn bồn dương rồi có mật phẹ rồi có nẹ nơi chung vinh luôn dương thằng nó về để dương bắt đó dương đăng thả nẹ thời ca ấy nhầm miên là ni miên là ni miên là ni bắt đó là kê free à cái nhâm chúng ta anh nó có chỉ là cái nạn môi ca so co sang tầm đại tầm đồn này hay còn là tha return via nâng mau return là bị cào ai return chỉ something ai return chỉ money ai return chỉ ấy nơi thứ ngay là cột bản thân chỉ dương chắc co sang tầm đại tầm đồn chẳng hay thật build strong customer relationship chỉ rừng môi đó lọ xem nhầm lại thơ tiếp sang chẳng ngay nâng ọt thật tụ bàn bà giói ngay cả đó dương thật tụ bàn bà giói tam dạ ca lụa bà lật bà bà dương bởi khá dương miên là bỏ lụa nẹ nẹ thu tu tư thôi mà đá miên là bỏ lụa hay lụa ở trên tiền à năng dạng mạch đây xa con ắt miên tùm nẹ tùm nông con ắt build strong relationship bà quát nế hay có ạ prap cái ế đằng thật quát miên ấy à năng á nẹ khá quát nè đụng khá dương riêng bông riêng dương á lẹ khá lẹ khá tới miền bọc mai bông bồn có thổ gì thơ ca ấy dân tới được cả việc chỉ biết xét nẻ đó gì bởi nẻ thơ ca à lẹ lẹ tới vô giải thì dương đây à năng bần đây bởi dương bởi dân chỉ bọc ở bọc mà đai dương mai ư bông bồn cho đôn muối xây cái đá ôi ta kết hà chỉ nẻ để đó gì còn ai bắt đầu sử vi bắt đầu sử vả ca mấy bán công lẹ dương smile peep kìa thấy dương bằng hai tới hay chấm pua hạt tệ thì chốn cứ quạt để ná có chia tệ chốn này cứ quạt từ tua nơi tại sự vi để lỏ phật tập phật để lỏ để quạt xong chúng mới nâng đầm lại để quạt chẳng bằng chân dương xe dương chai một lời nhà nâng build strong relationship ta mà dạ ca bằng hai ở đăng bị bòn miền bờ dương còn miền chẳng ấy nè nè men đẹp kê thái ô nhom tẹt nhom miền lôi rọp sập mơn đô la thế men là hướng nâng ấy cứ bẹp phong cho mùi nắng ca co sang tình nạn tình nón đòi chạy một lấy phong miếng nơi offer nơi vấy để kết thả dương ai tôi tùa vô bán nâng bắt đầu ai tệ chuẩn anh nâng bắt đầu ai nhẹ rồi kìa anh nâng kê hai ta build strong relationship anh nâng chỉ rưu mưa để lọ chân ngay khá rau dương miên bà lật tập hòl ấy dương chọn lụ ấy cứ lụ đạch anh nâng hai cứ tìm xa thôi nế rồi nâng ok anh lấy dương tâm mơ đầm nà ca tầng ọc kìa tâm mơ đầm nà ca tầng ọc kìa សម្រាប់ create value for customer ការបង្កើត
cover product some khăn tờ customer and build customer relationship. Đầm bay thuê bán, anh ấy cứ apply tờ lơ rương rương sầm mạnh vậy mình tờ lơ tiếp xa lơ caruner caruner và dân có thể thơ tiếp xa đây nè caruner và dân hay neri neri sray sray dân có chân này có thể che thơ tiếp xa đây mình thắc luôn ai ở che thơ tiếp xa tại ô của nhưng mà che thơ phần đây họ ngay tóc tay luôn liệp mạc cái dây liệp sấy sấy anh ấy thơ tiếp xa vậy là các bạn đáp thắc tiếp xa lụ luôn nên ta chạy xa đáy bởi dương ta à dương xa áp xong xuân tới cái chỗ ta đăng tới là ca tới nâng hãy bởi dương cực hình cực khúc mục mơm vô dạp liệp bẹ của dạp xua ta ngay ná cái chỗ ta đăng ngay ná miên xong xa thì khu 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 bà riêng là chơi miên xong xa tiệt ọt tế market anh nó chỉ tụ tử hay bởi dân trong build relationship cho mối năng ở tệ chốn coi dân thấy miên chậm nói mùi lọ bởi dân cực kích cực rút dân ắt miên ở vây mùi để cua cho phạm phóng hay xếp là phép tháng dân tờ bộ một và lật tập hòa dân tờ phơ tiếp xa dân tờ dây tờ ấy ở kê nó phép thả ở kê thay khuôn ở kê thay xâm phô và là một anh được dập hãy tờ từ từ sắp xài lật tập hòn mà chẳng chẳng hai bạn chỉ mua hết sẽ mềm nhẹ thơ tiệp xá tôi lật tập hòn cái mình lo rằng là cái đó cái chơi rơ đà ra cái chơi rơ nhẹ là bay cái chơi rơ nhẹ nát át vô máu sắp xài lật tập hòn là cái anh nâng ai toàn đấy anh kịch thơ tiệp xá ok chẳng đi understand the marketplace and customer need and want đậm bay thở mứa tại đấng thì tại đấng tha tại xoay vô làm PT xa hơi nâng customer need đầm rơi cá à thì chốn hay nâng ca trang bán bỏ thể chốn anh ấy đầm ná ca với room đại thời từ phần đại dương thời vô bị top bị slide nâng tới kia bị vô lấy xem tiền phần này cứ đầm ná ca bảo vía bị đam đỏ chọc nhé thời vô ta bị từ bốn tại score PT xa đầm rơi cá thì chốn cho mình nâng ở vây để có trang bán nhé. Design a customer driven marketing strategy. Riêng trong dụt tờ xa tìm xa làm bấy bay lộp tìm xa hay chung ta đó là tệ chuẩn top vì nó tìm bấy nè chạy mình lệ miền này tha dương thời chạy chạy phật tập hòa bà dương nữa ạ ai tư ạ tệ chuẩn ai toàn bề vật lý ai xóm xa rộp hay trong cái cư nè build profitable relationship and create customer delight nè cứ bằng co sang nè tầm nẹt tầm nón đài chi à tầm nẹt tầm nón đài tự ban bảo giáo hai nấng đầm lai bà tệ chun nè hay à vậy để cái chọn bán nó nè cho nói cả hòm này đam trên pi cho nói cho bốn pi ca chọn đơn chọn lư thà kê miền đầm lai ca ấy cái khoa khát ấy những offer ấy kế nâng ca tầm nẹt tầm nón ấy kế root bán tờ tù bán ảnh thạc bà giáo nè capture tờ lờ nè from customer to create profit and customer equity hay chùm mùi nâng ảnh thạc bà giáo nè bà cát chùm mùi nâng ảnh thạc bà giáo tam dạ ảnh tệ chùn nâng ánh hay nâng phiếp xóm xóm nâng phiếp xóm phiếp khí nha viếng ảnh tệ chùn nâng chân dương offer kê chùm nói lõ dương tờ tù bán pol lõ tờ lọc mà vinh ok nè tớ nè nhỉ chấn chấp đam vào dồn lủng ắt pi à flow mình mày từ làm bay chọn đằng bị tiệp xa hãy tớ mới cho nón chương ta đài nữa nít cho nón chương dướng understanding the marketplace and customer need nè thế svan dồn nè cái thà ao dướng sắc xa svan dồn làm bị tiệp xa hơi nâng đầm rơi cá à tệ thực chuẩn chẳng nên không tiếp xa và dẫn dẫn sầm lặng mưa thật khi miền nít miền von miền demand miền đầm rơi cả ok chẳng khi vớt là không nó miền bảy thì mới cứ nít want and demand này nít want and demand nít có chọn bán want có chọn bán demand có chọn bán chẳng viêm mạch pi nè bảy nè này demand chọn bán đã chọn bán trời cài chẳng
Thầy nghe chạy đạch nè, nghe chạy đạch sẽ mẹp need want cho mới nâng demand nè. Need nè, state of nè, deprivation nè, physical, food, clothing, warm, safety, social nè, belonging, affection, individual, knowledge, self expression nè. Anh ấy có trái cá, anh ấy có chọn bán nè, anh lấy bỏ biệt chạy nè. Vậy bị rương nít miền này thật trời cá. Anh ấy chọn bán. Anh ấy miền đầm rời cá. Né. Demand. Need. Want demand. Chùm nói ná đại chi chùm nói tí mối. Cứ chùm nói nít. Cứ mình ai khóa bàn tế. Né. Bà chạy hỏi. Cứ bạch xua tế. Vậy hỏi. Nít. Cứ mình ai khóa bàn tế né. Nước nông nó cứ chia đầm đời ca chăm bạch miền miền đầm đời ca xảy ra đầm đời ca sẵn cốm cho mình nên bạch phần này bạc cùl nước nông ít để miền chẳng nước nông nóng miền ấy kì food clothes xâm lý bẩm bé phiệp cọc cái đáy cho mình nâng sưu vật tập phiệp nước nông phần này sẵn cốm miền chỉ lẹ cái này chỉ cầm sức ấy chỉ đám ai nước nông phần này bạc cùl thở miền chùm này đăng ấy chỉ đám nâng chùm nắp ở rộm ấy chỉ đám. Anh nó sạch ta chứ nít để dưỡng trời cả muối à lấy dưỡng trời cả ấy vốn tròn miền này thành lơ vì trời cá vì miền tròn tròn bàn tay ắt của bạn đi màn miền nằm rồi cả vốn back by power buying power chẳng phải chạy cho bạn á sự nghiệp từ đây tiếp xá dân thời sắc xa như vậy đặt rồi viễn lạc cái nạn tiền bảy này thả tá à thể thể chốn quạt thầm need want record demand đôi dương là lần chẳng tờ vô là cho bạn á bọn không ai thả dương bẹp bon cho mùi nâng need cứ dương mình ai qua bàn thì giấy pia hà cứ giấy pia hà mà mặt record xâm liệu bằng pia chẳng à hà xâm nhập nè để quạt ăn miền lùi xâm nhập nè cro vậy pin nhạc cro vậy pin nhạc cro cứ bật lấm lớn ao tầm miên à hà nhắm mình thà ấy thế ao tầm miên nhắm cứ nhắm bạn này chẳng á nhắm food chẳng á food nó cứ ăn nhắm bạn này bài co của bạn nè mi của bạn nè phía trên cứ nè cro cắt đam bài vì là nghiệt đam bài co bài ấy cái miên bài co chẳng tới cắt hô bài co mùi thấy nghiệt bài co mùi chạy bơ bài cọ mười ấy có nhắm này ai chả tiền máu bài cọ nâng nâng xem áp nẹt để cái sổ bố lôi vĩnh phải lấm láng cái à nịt tề phải lấm láng à ha cái miên cả đai cái thưa phải lấm láng cái nó khơi thả miên ấy ngắn nhắm mà ngày ni miên ấy ngắn cua phải đồ một ni cua nhắm mà ni vĩnh à nhắm mà ta đai lên miên ấy ta cái miên chùm rơ cái chăng nhắm phải đồ ở miên chùm rơ cái này ngắn chấn sư ta à nơi tiền đang miên ấy nhầm ăn miên mình ăn tệ ta kêu mình nhầm những cái này anh ấy bơ mình nhầm đặt buông ngọc thì mềm đã cò chẳng thử tiền nhầm hay kế nẹt đầu tay xin chết đại kêu miên một hộp miên ấy cái ăn nhầm cái tiền nhầm ấy xin cái đó cái tiền nhầm cái tiêu với bài cò ăn nhầm ấy nhầm cái tiêu với anh ấn xì đầm rời cá nó khóc khnề toàn đấy chẳng nghe chạy cho bà mùi nít mùi quán mùi đi màn ok chứng khu nhê bằng nắng ở chạm tầng ọc nế ok dừng dô lý lạc cả nạn nâng hỏi thử sắc xa xoay dô lý bà biết tệ tôn cho mùi nâng customer nế nế customer understanding tờ lờ marketplace and customer nế nâng cho nội nâng đáy dừng dô lý bì tìm xa mà đó dô lý bì tìm xa mà đó. Market offering are some combination of product, service, information, or experience offered to market to satisfy need or want. Nè. Cái nhảy bị biệt keyword mới cái hai phở biệt tham market offer. Đoàn ở vầy mối nở lỡ tiếp xa. Cả đoàn nở lỡ tiếp xa. Chúng ta bắt đầu là lỡ tiếp xa
dương phải đo là vậy khla anh nâng đại dương thể kịch chẳng market offer là cái nào cứ chia cả room mình chồ ở vậy khla cả phải đo là cả phải đo là rước cả cốt công là lợi tiệp sáng cứ là cái nào nút miền tàng phải là tập hóa miền tàng sẽ vào cắm miền tàng sẽ vào cắm miền tàng bò đầm miền miền tàng bò đầm miền miền tàng bắt bị sáu đầm bay ấy đầm bay bầm pin đầm rơi cá tiếp xa đầm miền đầm rơi cá đầm chọn bàn nó chỉ nói chẳng đại sầm khánh sầm mẹp chứ chẳng dương cua tài riệp trăm dòng mấy đo sự và cam dòng mấy chẳng kha offer thư chỉ rương mùi đại sầm khánh thay tá dương dô ấy offer ấy kì ở dương offer ấy kì cứ dương miên ở vậy lọ ấy kì hả nâng cho nên nâng đại sầm khăn đại dân thờ mưa mối tiết kênh giải phí marketing my appear marketing my appear marketing my appear is focusing only on existing one and losing sight of underlying consumer need anh ấy offer tặng kê ọt quality dân sạc sàn sạc vãnh dốn hay dân bắt đầu sầm khăn tập bê marketing my appear ní cứ bắt đầu sầm khán từ lỡ đầm rơi cá nâng rồi bỏ ạ tệ tờ chôn rưu cò ạ tệ tờ chôn để quạt kết thả quạt bỏ bóng cháu từ nâng đầm rơi cá bỏ quạt quạt bỏ bả rồ chân dương ả lẹ cả nạ này cá bắt đầu sầm khán từ lỡ bỏ phết nấy bắt đầu phó lại miên lẹ cả nạ muối bụng bả rồ offer ả nâng kì hãy tham marketing mai ở phía bởi vậy thì nẹ lụ lan cường lan vĩnh accessory lan, sản phẩm lan, chu chu lan, ấy xem xem, quạt bộ mũ trình, hộp chữ nam màu, chẳng tới nhà khác quạt nơi lan, cha những cái do từ thứ quạt khưởng đại nơi bộ bạ rố nó cứ quạt tục, quạt để xa tục, chùm hồ ru, khưởng nó đầm bấy, và đọc sầm khăn, đầm bấy plak plak đồ, chẳng bờ sân chỉ quạt focus, vẫn là nắng viết thời ca, chậm lại lôi chả, à mặc marketing mai ở phía năng, nè thời ca chậm lại lôi chả đầm bấy, rẻ xa tốt tình năng và lật phó xe mẹp market năng vì xe mẹp ta nẹ đại quát bắt bằng rưu có nẹ đại quát miên đầm rơi ca đáy bằng tay vì chia đầm rơi ca tích tui dùm phật rưu có vì cần lòng hù anh năng phía chớn cứ chia market năng bằng tay dựng ai lụa bán thả lại đáy mùi chùm nốn nữa nè anh năng kia hai tham marketing marketing of my appear ok chấm nách bật tỏ understanding the market place and customer need đôi khi nít tại đáy là phải đại dương tại phứa cứ bắt đầu xâm khăn tại lời nè customer marketer nông niêm dương khi nè marketer chứ mùi nên customer nè, customer value and satisfaction expectation các phát đo lầm lại à tệ thì chốn rồi cả à tệ thì chốn hai nằng ca rụng bằng tục nằng phía bên chất bà tệ chốn à vậy để dân thở offer cứ dân offer ai à tệ chốn này bán có buồn ní nằng 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 customer value and satisfaction dân thở phát đo sự và cam ở kế ở miền lạc cái nào mới lọ bà xa toán hình ảnh nằng chân nằng nằng nút sự mẹ marketer vẫn thể set the right level of expectation not too high or low cái ao dưỡng cầm nọt từ lỡ đầm lai ở tệ từ chốn này dưỡng ảo ý tại coi mình ảo cái bộ bếp hay còn mà nói tiệp bệnh này mà xong là mồm mà xong là mồm anh đang chẳng ca để dưỡng cầm nọt từ lỡ ca bầm bên chật ở tệ chốn dưỡng ảo ý mình tại coi mình ảo tiệp bếp coi mình ảo cái bộ bếp này bộ bếp
bị trôn và tệ chôn khác khi thải ớ và tệ chôn chỉ đạch tại bà dân chỉ bà cách có bàn đài à nắng cho nói năng thì kết ta lỡ cho nói nấy à tệ tệ chôn vô à tệ chôn khác còn cô dương mà chứng chong chong à tệ chôn nắng bạch lụ ai thế bình dân chi diêm tạm là tập hiệp đại thì thật bán nơi ta strong relationship vô build strong relationship nắng sẽ mẹ a profitable customer bạn tay bởi sân chìa customer nâng kết tham mình ai profitable mà cầm hôn dương tế bởi lên chào tử anh nâng chân ảnh nâng á mà chỉ tôi tới anh nâng p để practice toal tôi bởi lên mình bởi lên cái đó là cái đây là cái chị ấy anh nâng tao vậy mà ạ khó vậy ok chân ảnh bởi tỏ exchange ca plap đồ ca đọc đồ is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return ca đọc đồ cứ chia sẻ cam việc mối đầm bấy bầm pin thì nâng đầm rời ca rồi bỏ nền nam mà nè hãy bắt đầu với anh ta lớn ắt thạm và giỏi in return miền này tha vì ai return tàng thua benefit được cái profit về ai chỉ nan money nè ai chỉ money ai chỉ nan money khác bill fame bill kê chung mua lọ chẳng á return in return nó cứ cái ắt sầm đau từ lâu tại lôi mà một thì cứ tận ao chẳng á cứ tận ao anh chờ đợi năng cứ exchange ca đại dương ao miền tây tha bờ bờ dương bờ bảo bịa khăm ai dân sầm mánh cái thà bờ sân chỉ dân ai là boss sân nọ đại vậy nè ai là boss sân nọ đại dân ai cái đấu chun cái đấu từ mật phe nhạc lắc còn anh miền cầm nịch ấy thế mình thấy còn chun offer chẳng ngày cái đó mật phe nó bạc cọt trên này ngày khô cầm nát khô cầm nát tên ai ai thế ngày khỏi còn thành vinh thế bạn thấy công rầm bưng tụng nên này khác tên ai kế rầm bưng tụng với anh nó ngạc rõ vinh thế hay tình tình ai ấy sao làm phân tục anh không cầm nát đâu về tình ai vậy? Đã pe anh không ăn tình ấy khẩn luôn nè anh ở miền này thái dương rộp anh nè làm vậy tập cho chị tập build strong relationship còn à nâng về thái chỉ tối tay thì phần thái riêng này tầm khán cứ keep strong relationship tại đấy build strong relationship tại đấy nhưng thưa làm vậy build strong relationship mình chẳng có đồng khuyến đam mê là miền ai giả bọt bài nâng cứ lọ và sao miền này tháp bậc cô mình nè A con tên gift tên ai ao ta lời bậc cô B chẳng B có con miền chỉ đặc lẹ cả nã mỗi cứ con build strong relationship này nó P để con miền lẹ cả nã chỉ đặc này ca build strong relationship cứ con từ tù ban là tập hòa là ngay con thời tế tình kỳ màu với nhảy anh chỉ riêng sùng côm xên vận tải nên con này tìm xá cứ cho nội năng việc tình lụa thoa mà đá nè lụa sạch chú của quạt chè time tình tôi thế nè lụa nè nè lụa nó ha time mà nè time mà nu nè lụa bà lái của quạt time tâm của quạt time mà tê time ấy đây nè ok chân lách và tỏ nhưng nhớ lấy market A để set up actual and potential buyer of product này dân xoay nhớ lấy consumer chân lơ tiếp xa mà đó tiếp xa cứ chia sầm nồng muối cứ chia sầm nồng này sắc cái đàn nụp bồn tính nâng này nâng phải là tập hợp sắc cái đàn được sắc cái đàn nụp bồn tính nâng phải là tập hợp miền này thang phải là tập hợp có lõ nhà tính có lõ chẳng nâng không nói miền này cái là nâng không nói miền này cái là này chẳng khi chập đàm cho anh phí supplier lẽ cái nạn tu tới cứ environment ní cứ tiếp xa ruộm để dạy phí nẹp cột cống cho mỗi nắng nẹp pra trong cỏ dân mơ pi consumer phong customer phong nắng rò mơ luôn ấy thường toàn phải dồn đấy p club và customer nâng lớn đấy và customer cống và consumer anh nắng khó khăn niềm mà chập trong cỏ luôn ấy nè cô dù tới đằng này pi nắng miền
customer miền consumer thế chạm luôn này chân là khả năng tiếp xa miền supplier phong miền consumer phong này khả năng này nè supplier còn quật cung something quật cung product quật cung service a company đây cả a computer competitor cái chân này đại cụ cụt chén có kép quật cung năng sự và cam đôi này dương lụa là tập hóa có mình lụa xây cái này mình dương lụa để dương này mì mình mì để dương đi mì dương phong mì yuan phong mì thai phong mì ấy giờ nâng tư nè nâng ra hơn chấn bởi dương phải lật mì nâng phải cột bên trên cái này nâng lơ tìm xa hai phải toàn mà tiết cho nói cả đá lấy cái hai thái intermediary anh ta cả rây ai chỉ nhẹ lụa riêng ai chỉ nhẹ lụa đông ai chỉ nhẹ lụa anh ta cả rây bị thả anh ta cả rây nâng tràn nè mà nhảy tới nhẹ lụa riêng nhẹ lụa đông này do ta lụa và to nhẹ chui sầm khánh cứ ăn tận đây bảo vì anh ta cả rây nâng cứ nhẹ đại chui sầm ruồi tầm nâng dướng ta đào đại gia tệ chuẩn pi supplier pi company ấy nâng cứ miền anh ta cả rây nâng ai bộ đằng chốn có hai thả anh ta cả rây đây nè còn là vì offer ta lỡ sử dụng sinh kia nè nè tinh tầm nâng nhân ta to cho ta lụa có cái hai thả anh ta cả rây đây nè chẳng ai group này ai tập biệt thả anh ta cả rây cứ nè đại vô tầm nâng bị đại dướng ta ở tệ chuẩn bị supplier tam company tam này thì có anh ta cả rây nâng việc lát còn mà chụp supplier toàn thầm đó anh nâng lẹ khả nạ tìm xa phát cho bắn vì miền ca prai pru tại cho buộc flow này ní flow là lấy tiếp xác cứ kê cover tầng ạ chẳng chạp bị supplier ta đã consumer cứ chụp cho mỗi nâng nẻ nạc lạc company competitor cho mỗi nâng market intermediary rồi hai bàn ta đó đại thị chuẩn ok chẳng lùm hô này tiếp xác cứ chẳng ai dương chi supplier hãy cột công phải là tập hóa tại consumer nâng bởi dương mình chỉ supplier thế dương đa tôi chỉ ăn trả cái này chẳng dương do phải là tập hợp đi cầm hôn máu hay do mình lụa ai tệ chuẩn nè nè nói chung mình tia dương về khác có trời ca ấy có trời ca ấy vậy chạy kia lên cho láng dương dương tay chuốc xua mới có trời ca ấy tên ấy dương do mình lụa bàn đúng không cho nên ai ok từ nè từ tập bạn đọc lại thế cả bật dương mình về về nè designing customer cho đào lâm xa này cô làm nòng và tỏ thân thân và dương miền pờ pờ mùi và pờ mà nhá lời cho đào cho nó và tỏ customer driven marketing strategy hiệp trăm mà chân đầu p để dương cho đào thân thân ní cứ dương giải phí marketing management đầm bay riệp chòm, vô tật xa, tật lờ tìm xa, nè khổng mê riêng tìm mối kì ao dương hiệp chòm ấy. Ở dô bì lạ khả nạn ấy, ca cực rộng tìm xa. Chẳng đôi mà đách đã hai tháng ca cực rộng tìm xa.